biển, nơi mang đến vẻ đẹp bình yên, êm đềm, đầy cuốn hút. Nhưng phía sau vẻ bình yên đó là rác thải, là ô nhiễm, là những mối hiểm họa cho động vật và cả con người. Chỉ khi chúng ta hành động mới có thể làm nên thay đổi. Cứ hàng ngày cứ rảnh là đi lặn, cắt lưới, nhặt rác dưới đáy biển, thay bằng cái việc là cứ chờ đợi nạn nhân, thì chúng ta sẽ giảm thiểu những cái mối hiểm họa dành cho những cái cá thể lành lặn và có thể khỏe mạnh ở trên biển. Cũng không kịp để nghĩ về sống còn, mà người là trên hết, cố gắng bằng mọi cách cứu ngư dân. Nếu như chúng ta biết gìn giữ nó thì vẻ đẹp ấy mới là trường tồn vĩnh cửu. Của việc tử tế. Thưa quý vị, ngày còn nhỏ thì chắc quý vị vẫn còn nhớ bài học Việt Nam với niềm tự hào rừng vàng biển bạc. Vâng, giải đất hình chữ S của chúng ta với hơn 3.000 km đường bờ biển, và không biết từ khi nào biển đã trở thành bạn, biển là nhà, là kế sinh nhai của biết bao gia đình. Và cũng vì lẽ tự nhiên ấy mà nhiều người đã khoác trên mình sứ mệnh là phải yêu biển và bảo vệ biển. Chúng tôi gọi họ là những đôi mắt biển. Và vì sao họ lại trao cho mình sứ mệnh ấy? Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ họ trong chương trình hôm nay. Chương trình Việc Tử Tế do Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện với sự đồng hành của tập đoàn Thaco. Và không để cho quý vị phải chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ đến với Việc Tử Tế tháng 4 mang chủ đề Mắt Biển. Những nhân vật của Việc Tử Tế tháng 4 Mắt Biển, họ là ai? Ba lần xung phong bơi giữa làn nước dữ, cứu được 4 mạng người trong lần giải cứu tàu Vietship 01, 15 năm gắn bó với công việc tìm kiếm cứu nạn hàng hải, và là người đầu tiên được Tổ chức Hàng hải Quốc tế vinh danh giải thưởng hành động dũng cảm đặc biệt trên biển. Đó là anh Trần Văn Khôi, nhân viên Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn khu vực 2 Đà Nẵng. Nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Hùng, hay còn gọi là Hùng Lê Kim Ma, đại sứ đại dương xanh, nhiếp ảnh gia săn giáp trên mỗi hành trình của mình. Người đã đi tổng cộng gần 7.000 km, trong đó có 3.260 km bờ biển của 28 tỉnh thành từ Bắc chí Nam bằng xe máy để ghi lại tình trạng rác thải nhựa gây ô nhiễm khắp Việt Nam và chia sẻ trong triển lãm Sống kể chuyện nhựa, lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường, ngăn chặn rác thải nhựa tới cộng đồng. Và cuối cùng là những người trẻ dành 8 tiếng một ngày và 7 ngày một tuần để lang thang dưới đáy biển, nhặt rác, cắt lưới, cứu hộ sinh vật biển và tái tạo san hô. Bền bỉ trong suốt 5 năm qua để khôi phục hàng ngàn mét vuông san hô đã bị hủy hoại bởi con người. Đó chính là các thành viên của Trung tâm Cứu hộ Sinh vật Biển Xa Xa, những người con của biển cả. Và Thụy Vân xin được bắt đầu lời giới thiệu cho nhân vật đầu tiên bằng bức hình này ạ. Giữa cơn sóng dữ, hình ảnh người lính nhấp nhô giữa dòng nước xoáy và biển chỉ trực chờ để nhấn anh xuống lòng biển sâu. Đó là những hình ảnh mà không ai có thể quên được khi mà con tàu Vietship 01 bị chìm tại vùng biển nước nông của vùng biển Quảng Trị vào tháng 10 năm 2020. Và 12 thuyền viên đã bị mắc kẹt, không thể nào tiếp cận được vào bờ dù họ đã thử bằng mọi cách. Những phép thử ấy có thể đã bị trả giá bằng mạng sống nếu như không có sự tiếp ứng kịp thời của anh hùng Trần Văn Khôi. 3 lần xung phong lao vào dòng nước dữ và đổi lại, anh đã cứu được 4 mạng người. Với hành động dũng cảm cứu người trên biển và hành trình 15 năm tham gia công tác cứu hộ, anh là người Việt Nam đầu tiên đã được Tổ chức Hàng hải Quốc tế vinh danh với hành động dũng cảm đặc biệt trên biển. Tháng 10 năm 2020, miền Trung Việt Nam những ngày bão chồng bão, lũ chồng lũ. Mùng 8 tháng 10 năm 2020, khi đấy thì vùng biển cửa Việt sóng gió rất lớn, kết hợp bão số 6, tàu thuyền bị trôi dạt ra biển, chết máy, ngập nước, chìm. Nhiều người bị rớt xuống biển mất tích, trong đấy có tàu Vietship TK, rồi tàu Vietship 01. Cái lực lượng của tàu lúc nào cũng sẵn sàng, nhưng mà về cái điều kiện mà địa lý với nó bị chìm ở vùng nước nông á, tàu chuyên dụng của cứu nạn mình á, thì không thể tiếp cận cái phía bờ biển được.
Khi đấy thì lực lượng cứu nạn hàng hải chúng tôi tổ chức một cái đội cơ động có mặt ngay sau thời điểm nhận thông tin khoảng 2-3 tiếng đồng hồ. Tại khu vực cảng cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, hàng trăm người hướng ra phía biển, nơi có 12 thuyền viên trên tàu bị mắc kẹt. Trong đó, lực lượng quân đội, ngư dân và ngay trong những giờ đầu tiên, trung tâm phối hợp cứu nạn đã có mặt. Sóng nó cuồn cuộn, gió thì ngoài đẩy vào, sóng trong bờ nước đổ xối xả, cộng với lại cái địa hình nó rất phức tạp do cái bờ kè chắn sóng. Khả năng tiếp cận từ phía biển vào đối với tất cả các phương tiện, các lực lượng rất khó khăn. Trước sự khắc nghiệt của thiên tai, tàu Vship 01 có nguy cơ bị lật úp bất kỳ lúc nào. Các phương án liên tục được đưa ra với mong muốn tiếp cận, cứu sống các thuyền viên đang gặp nạn nhanh nhất có thể. Thế nhưng, tất cả đều không thành công. Trước khoảnh khắc sự sống và cái chết quá mong manh, thuyền viên Trần Văn Khôi đã 3 lần xung phong bơi giữa làn nước dữ. Đổi lại anh cứu được 4 mạng người. Thực tế lúc đấy là sinh mạng của ngư dân là rất là quan trọng, cho nên khi đấy cũng không kịp để nghĩ nhiều về cái sống còn của bản thân và những cái người đồng đội đi cùng tôi nữa. Lúc đấy là chúng tôi nghĩ là mạng người là trên hết, cho nên là cố gắng bằng mọi cách để tiếp cận mà cứu để được ngư dân. Mỗi trận bão tố, thiên tai chính là một cuộc tập trận rèn luyện ý chí, nghị lực, tạo nên tinh thần thép cho cả những ngư dân và lực lượng tìm kiếm cứu nạn. 15 năm gắn bó với công việc tìm kiếm cứu nạn trên biển, với lòng dũng cảm trước sóng gió của mình, thuyền viên Trần Văn Khôi đã vượt qua 36 ứng cử viên trên toàn thế giới để nhận giải thưởng Hành động dũng cảm đặc biệt trên biển vào tháng 12 năm 2021 vừa qua. Một lần nữa, ngành hàng hải Việt Nam lại được tôn vinh trên trường quốc tế đầy tự hào. Thưa quý vị, vì điều kiện dịch bệnh và điều kiện công tác nên anh Trần Văn Khôi đã không thể có mặt tại trường quay của Việc Tử Tế. Chúng tôi đã kết nối trực tuyến với anh ngay lúc này ạ. Việc Tử Tế xin gửi lời chào tới anh Khôi ạ. Anh có nghe rõ tiếng trường quay của chúng tôi không? Xin chào Thùy Vân, xin chào khán giả truyền hình. Tôi nghe rất rõ. Lúc này đây thì Thùy Vân phải gọi anh là anh Hùng Trần Văn Khôi, là cái tên anh Khôi giản dị thôi ạ. Tôi thích Thùy Vân gọi tôi là người lính biển Trần Văn Khôi hơn ạ. Vâng. Ngay khi mà nhận được thông tin rằng mình được vinh danh với hành động dũng cảm đặc biệt trên biển từ Tổ chức Hàng hải Quốc tế, cái cảm xúc của anh lúc đó như thế nào ạ? Đây là một giải thưởng cao quý của Tổ chức Hàng hải Thế giới và tôi là thuyền viên Việt Nam đầu tiên được nhận giải thưởng cao quý này. Đây là một công việc hàng ngày của chúng tôi, không ngờ lại được các cơ quan trong nước và bạn bè quốc tế đánh giá cao đến như vậy. Tôi rất là vui mừng và xúc động. Vâng, nhắc tới lần vinh danh này thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải nhắc tới con tàu Vietship 01 vào tháng 10 năm 2020, khi mà nó đã bị chìm ngay tại cái vùng nước nông của biển Quảng Trị. 3 lần xung phong lao ra biển, chẳng nhẽ không có một cái giây phút nào anh khựng lại để suy nghĩ về cái sự nguy hiểm cũng như là tính mạng của mình ư ạ? Tôi cũng như các anh em nhìn thấy cái cảnh người bị nạn ở ngoài biển rất là nguy hiểm, có nguy cơ lật tàu bất cứ lúc nào, và cái chịu cái cảnh đói rét. Trong đầu chúng tôi lúc đấy không còn có người nghĩ đến cho bản thân mình nữa, mà bằng mọi giá để đưa những người gặp nạn từ tàu Vietship 01 vào bờ càng nhanh càng tốt. Công việc này ạ, trên biển thì có những cái đặc thù khó khăn hơn so với những cái địa hình khác như thế nào ạ anh? Cứu nạn ở cái vùng địa lý nào cũng vậy, rất là phức tạp và nguy hiểm. Nhất là cứu nạn trên biển, vì chịu ảnh hưởng của gió, sóng và các cái thời tiết khắc nghiệt. Cho nên là mỗi cái hành động của cái người làm việc thì phải rất là cẩn thận. Mình phải tỉ mẩn nhưng mà phải nhanh nhẹn, phải làm việc không được sai sót. Dù một sai sót nhỏ cũng có thể đưa cả một tập thể tàu vào cái nguy hiểm. Công việc của bọn mình là không cho phép sai sót, không có lần hai để sửa chữa. Cứu người, nó đã trở thành một khẩu hiệu in hẳn trong tâm trí. Chỉ cần một hiệu lệnh, họ sẵn sàng lên đường, bởi sự sống của nạn nhân đôi khi chỉ được tính bằng giây. 365 ngày gắn bó với biển, 365 ngày họ như những đôi mắt của biển, dõi theo để bảo vệ sự sống của con người. Alo, Trung tâm Mai xin nghe ạ. Dạ. Dạ. Chúng tôi sẽ ngay lập tức có phương án điều tàu ra hỗ trợ ạ. Chỉ 15 phút sau khi nhận được lệnh điều động,
toàn bộ lực lượng sẽ có mặt để lên tàu, sẵn sàng ra khơi phục vụ công tác cứu nạn. Tai nạn sự cố nó thường xuyên xảy ra bất chợt, cũng có thể thời tiết xấu hoặc tốt vẫn có thể có những cái tai nạn xảy ra. Cho nên là chúng tôi luôn luôn duy trì cái lực lượng sẵn sàng 24/24 ứng trực để mà cứu giúp các cái phương tiện gặp nạn trên biển. Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 gồm có 72 người. Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển từ phía nam Quảng Bình đến phía nam Bình Định, bao gồm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đây là khu vực thường xuyên xảy ra những vụ việc tai nạn nghiêm trọng trên biển. Muốn là một người thuyền viên trên tàu tìm kiếm cứu nạn phải có nghiệp vụ hàng hải vững vàng, am hiểu pháp luật. Thứ ba đó là về cái sự nhanh nhẹn, nhiệt tình. Và thứ tư đó là lòng dũng cảm, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ nguy hiểm, giúp đỡ người bị nạn trên biển. Những thủy thủ ở Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 vẫn thường nói vui với nhau rằng đây là đội cảm tử quân. Vì suốt hơn 20 năm qua, họ đã gắn cuộc đời mình với phong ba, cùng nhau liều mình ngược bão, bảo vệ sự sống của hàng ngàn ngư dân và thuyền viên gặp nạn. Những người họ bệnh, họ đau, họ ốm, họ rất nguy hiểm tính mạng đó. Là mình là chăm sóc đến người ta đến khi mà đưa về đến bờ đưa lên tới bệnh viện rồi hỏi thăm người ta họ có khỏe không nữa. Đó là cái tâm những người làm cái nghề này. Cái lúc hạnh phúc nhất của tôi đó là nhìn thấy những người bị nạn được đoàn tụ với gia đình, không biết nói gì hơn, rồi thực sự rất hạnh phúc. Trong 365 ngày gắn với biển, những người thủy thủ này đã coi thuyền là nhà, biển là quê hương và sự bình an của những ngư dân bám biển là niềm hạnh phúc của mình. Vâng, yêu biển bao nhiêu thì tôi lại thấy yêu những người anh hùng trên biển bấy nhiêu ạ. Họ là những người anh hùng rất bình dị thôi, thế nhưng lại vô cùng dũng cảm trước sự dữ dội của biển khơi. Và ngày hôm nay đây trong chương trình Việc Tử Tế của chúng ta thì Thụy Vân còn được đón một vị khách mời rất là đặc biệt. Bởi vì Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải ở khu vực 2 thành phố Đà Nẵng thì lại trực thuộc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải toàn quốc Việt Nam. Và lúc này đây xin được giới thiệu với quý vị khán giả anh Vũ Việt Hùng là Phó Tổng Giám đốc của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam ạ. Xin được cảm ơn anh Hùng đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ. Xin chào Thụy Vân, xin chào các vị khán giả. Thực sự là cái phần thưởng của anh Trần Văn Khôi, một cái phần thưởng, một cái sự vinh danh rất lớn từ Tổ chức Hàng hải Quốc tế gửi về cho cá nhân thôi. Nhưng tôi tin rằng là trung tâm của anh cảm thấy rất tự hào về điều đó, phải không ạ? Vâng, chúng tôi thực sự là rất tự hào. Phần thưởng thì là phần thưởng của cá nhân. Thế tuy nhiên thì là đấy nó ghi nhận là một cái thành tích của cả một cái tập thể trong một thời gian rất dài thực hiện tốt cái nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển, là một cái nhiệm vụ mang tính nhân đạo cao cả như vậy. Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam chúng tôi là một đơn vị trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải. Và chúng tôi được nhà nước giao nhiệm vụ là chỉ huy, chủ trì cái công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên toàn bộ vùng biển, trách nhiệm tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam và phối hợp với các cái tổ chức quốc tế để thực hiện các cái hoạt động tìm kiếm nạn quốc tế theo cái trách nhiệm và nghĩa vụ của quốc gia có biển. Hiện nay thì có 4 cái trung tâm khu vực trực thuộc đặt tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang và Vũng Tàu. Hàng năm thì Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hải Việt Nam chúng tôi tiếp nhận và xử lý từ khoảng 300 đến 500 các cái thông tin về tai nạn, sự cố xảy ra ở trên biển. Tôi có cảm giác như là trung tâm của các anh ấy, như là trung tâm để tạo nên những Superman, những siêu anh hùng ạ. Không biết là cái việc mà để tuyển chọn
những cái đội ngũ nhân sự vào trong trung tâm thì có những cái tiêu chí khắt khe như thế nào ạ? Thực ra thì về các cái tiêu chí để tuyển chọn ấy, thì chúng tôi thường là lựa chọn những người có cái kinh nghiệm đi biển lâu năm, những người có sức khỏe tốt, có khả năng chịu được sóng gió trên biển, bởi vì nghề của chúng tôi là một nghề nguy hiểm. Hơn nữa là chúng tôi cần những người có lòng nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, và những người mà phải coi cái việc cứu những người gặp nạn trên biển như là một cái trách nhiệm, một cái nghĩa vụ đối với đồng bào. Không biết là anh Khôi có nhớ cái bài thi đầu tiên mà mình vào trung tâm thì mình thi bài thi nào khó nhất không ạ? Vào trung tâm có rất là nhiều bài thi, trải qua rất là nhiều cái xét tuyển rất là khắt khe. Nhưng tôi nhớ nhất đấy là cái bài lái xuồng cao tốc. Từ trước đến nay tôi cũng chưa được làm quen với xuồng cao tốc bao giờ. Cũng giống như là tập xe đạp ấy. Ngày xưa là mình mới bắt đầu là những cái bỡ ngỡ và bây giờ là mình thành thạo hơn thế. Vâng, trong cái suốt quá trình hoạt động trung tâm của mình, anh Hùng có một cái kỷ niệm nào thật là đáng nhớ? Thực ra có những cái hình ảnh, có những cái vụ việc mà nó in sâu vào trong đầu tôi. Vụ việc tìm kiếm cứu nạn trong một cơn bão tại Quy Nhơn thì có 11 cái tàu ở trong vịnh Quy Nhơn bị chìm. Chúng tôi ngoài cái việc mà tổ chức các cái đội cứu nạn dùng xuồng, dùng cano và dùng tàu cứu nạn để tìm kiếm ở trên biển, thì chúng tôi có kết hợp là đưa các cái đội cứu nạn trên bờ, tức là tìm kiếm dọc theo bờ biển để tìm những cái người mà người ta bị đánh giạt vào bờ. Có thấy một cụ già, cụ phải đến khoảng 80 tuổi rồi, đang trèo xuống một cái vách đá rất là treo leo, mà cụ trèo được xuống phải đến khoảng 10-15 mét rồi. Sau đấy thì chúng tôi có xuống và đưa cụ lên. Thì mới hỏi cụ là sao cụ lại trèo xuống như thế, thì cụ bảo là tôi trèo xuống để tôi nhìn xem ở trong cái vách đá ở dưới con tôi có nó nằm đấy không. Thì đấy là một trong những cái kỷ niệm rất là đáng nhớ đối với chúng tôi. Vâng, thực sự dường như là mình đôi khi mình đứng giữa cái làn danh của việc sống và chết. Và lúc đó cái mong manh, cái cơ hội nó dù mong manh đến mấy, nhưng các anh cũng mong muốn rằng là mình sẽ lấy lại được cái cơ hội sống cho những cái nạn nhân ở trên biển. Các anh là những người anh hùng dũng cảm. Tôi nghĩ là điều đấy tất cả quý vị khán giả sẽ đều công nhận với tôi. Thế nhưng mà tôi là một người đã làm vợ làm mẹ rồi, thì tôi nghĩ rằng hậu phương của các anh, những người phụ nữ dám lấy anh làm chồng ấy, thì có lẽ là còn dũng cảm hơn rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, để mà những người anh hùng của chúng ta có một cái điểm tựa vững chắc, sẵn sàng lao vào công việc, thì bản thân các anh cũng đã có một hậu phương của riêng mình. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng ghé thăm nơi mà cơn bão dừng chân sau cánh cửa, nơi mà ở đó có hậu phương vững chắc của những người anh hùng của chúng ta, quý vị nhé. 15 năm nên duyên vợ chồng cùng thuyền viên Trần Văn Khôi, chị Vân Anh đã quen với việc chồng thường xuyên vắng nhà. Một tháng thì anh ăn cơm với gia đình 5 đến 10 ngày. Buồn nhất là có những lúc mà gia đình sum họp anh em chẳng hạn, hay đặc biệt như vừa rồi mình có sự ở nhà thì đúng vào lúc cúng thì tàu phải đi cứu nạn. Nên là bắt buộc mọi thủ tục thì anh đứng, nhưng mà cuối cùng vợ phải đứng rồi cũng thay. Luôn tự nhủ mình phải là hậu phương vững chắc để chồng yên tâm công tác. Thế nhưng chị Vân Anh không tránh khỏi những lúc yếu lòng. Những lúc gia đình gặp chuyện hay là con cái bệnh tật, mình cũng như là các người vợ là tụi nhất. Có khi chồng đi biển biệt, không thể liên lạc để được một lời động viên, cũng như là để trải qua nỗi đau hay là những lúc như thế. Chỉ biết tự mình gồng gánh để chồng an tâm, vững tâm. Xa bố, hai bạn lớn đã quen với việc tự lập từ sớm. Còn em út vẫn hay hỏi mẹ mỗi khi bố vắng nhà. Bạn đếm từng ngày, bố đi 7 ngày, bố đi 10 ngày, bố chưa về. Rồi bạn cũng hỏi là tại sao nhà mình chưa bao giờ đi chơi cùng nhau. Thì mình cũng có giải thích với con là do đặc thù công việc của bố như thế. Thương con nhưng mà cũng nói con là dù mình không được như những các bạn khác là được bố dẫn đi chơi, nhưng mà là các con có một người bố đáng.
Chúng tôi nhất là cái điện thoại di động. Lúc nào mình cũng phải nghĩ đến cái việc là không biết là nó còn pin hay không. Nó còn ở cái chỗ mình đang đứng ấy, nó còn sóng hay không. Để nhỡ mà có cái việc gì cần đấy, phải gọi thì là phải nhận được cái cuộc điện thoại đấy ngay, để trong sau đó sẽ có mặt tại cái sở chỉ huy trong vòng 5 phút, 10 phút. Chúng tôi cũng hiểu cái áp lực của các anh khi mà đôi khi cái mạng sống ấy nó chỉ tính bằng giây, bằng phút thôi. Và như anh Khôi thì cũng đã rất là lâu rồi chưa được trở về quê thăm bố mẹ của mình. Thì Vân biết là anh Khôi thì quê ở Hà Tĩnh, nhưng sau đó thì vào trong Đà Nẵng rồi lấy vợ và làm việc tại đó luôn. Anh Khôi thân mến ạ, bây giờ thì chắc chắn là trước màn hình TV, bố mẹ này, các cô bác họ hàng này đang ngồi trước màn hình rồi. Tôi nghĩ rằng đây cũng là một cơ hội anh có thể chia sẻ một điều gì đó với bố mẹ của mình, những người mà cũng đã lâu lâu rồi mình chưa về thăm không ạ? Bố mẹ thì năm nay cũng gần 90 tuổi rồi. Thì hiện tại thì cũng xa gia đình. Vì lâu lâu thì bố mẹ và con cái cũng gọi điện nói chuyện với nhau, hỏi thăm sức khỏe, cũng không về giúp được gì cho bố mẹ. Dù rất là muốn nhưng mà do cái công việc đặc thù của cái ngành nghề có lỗi với ông bà rất là nhiều. Con xin cảm ơn bố mẹ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con để con hoàn thành nhiệm vụ. Cảm ơn các anh các chị trong gia đình đã giúp đỡ bố mẹ trong những cái lúc ốm đau khó khăn khi em không ở trong gia đình để giúp đỡ được. Cảm ơn anh chị. Ngưỡng mộ các anh bao nhiêu thì chúng tôi cũng muốn nói lời cảm ơn tới hậu phương, tới gia đình của các anh bấy nhiêu. Bởi lẽ các anh giống như là những đôi mắt biển ý, luôn hướng ra khơi để có thể giúp đỡ những con tàu gặp nạn. Còn gia đình của các anh thì lại luôn dõi theo các anh để cho các anh một điểm tựa, yên tâm rằng để chúng tôi công tác. Và bây giờ thì chúng tôi có một bài hát đặc biệt dành tặng cho anh Khôi, cho anh Hùng, dành cho những người anh hùng ở trên biển, bài hát Thuyền và Biển, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, phổ thơ Xuân Quỳnh, với sự thể hiện của ca sĩ Minh Quân Thu Thủy. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.